Xin chào anh, không biết là anh đã sử dụng dịch vụ gì của Nha Khoa Chuyên Khoa ạ? Xin chào các bạn. Hiện nay thì anh Tuấn vừa sử dụng dịch vụ dán 16 răng sứ veneer của SmileCare. Anh có thể chia sẻ một chút về tình trạng răng trước đây mà mình phải đi làm răng không ạ? Tình trạng răng trước đây của anh Tuấn thì thứ nhất là răng của anh Tuấn là đang bị ố bởi vì là do uống trà và cà phê. Và đặc biệt là khi răng của anh Tuấn có tình trạng đêm ngủ thì hay bị nghiến. Thì vì vậy là khi mà kèm theo nữa là cách đánh răng bị sai. Thì vì đó khi công việc của anh Tuấn cần phải giao tiếp nhiều với công chúng, báo chí, và anh Tuấn là ca sĩ nữa, MC, thì đôi khi mình cũng rất là ngại ngần khi mà mình nở một nụ cười thật tươi, bởi vì hàm răng của mình là chưa đủ tự tin để mà đứng trước công chúng. Vì vậy là anh Tuấn chọn SmileCare để mang đến cho mình một nụ cười tươi sáng hơn là dán sứ veneer. Như quý vị nhìn đây là răng của anh Tuấn đang rất đều rồi. Còn trước đây thì hàm răng của anh Tuấn là ố và bị mài mòn mặt bởi vì khi mà ngủ thì có bị nghiến răng nữa. Anh biết Nha Khoa SmileCare qua đâu ạ? Và lý do gì khiến anh trao trọng niềm tin cho chúng tôi ạ? Đối với SmileCare là một thương hiệu răng mà anh Tuấn để ý từ rất lâu, bởi vì là hàng ngày anh Tuấn đi làm thì hay đi qua SmileCare và thường nhìn lên SmileCare với biểu tượng là cây cỏ ba lá và cái tòa nhà rất là đẹp tại phố Nguyên Hồng. Thì anh Tuấn đang nghĩ rằng là một ngày nào đó mình sẽ vào đây, thì một cơ duyên được mời tới để khám răng, và ngay lập tức anh Tuấn quyết định ngay bởi vì những lý do sau. Thứ nhất là đội ngũ tay nghề của các bác sĩ tại SmileCare, thứ nhất là tuổi trẻ, là tay nghề cao và sự nhiệt tình tư vấn, với lại công nghệ của SmileCare có thể nói rằng là đang đứng vị trí top đầu của tại Hà Nội. Vì vậy các bạn hãy tự tin và đừng rụt rè khi đến với SmileCare, và hãy trao cái lòng tin của mình cho SmileCare để các bạn nhận được cái nụ cười tươi sáng khi SmileCare mang đến cho các bạn. Anh làm với bác sĩ nào và anh cảm nhận như thế nào quá trình làm với bác sĩ ạ? Mình thì được bác sĩ Hoàng khám và tư vấn ngay từ khâu đầu cho đến khi hoàn thiện. Thì mình cảm thấy rằng là bác sĩ Hoàng là một người trẻ tuổi, tận tâm với công việc và tay nghề cao. Và trong quá trình làm thì bác sĩ hỏi anh có hay đau không, có hay buốt không, vì thường là gần như là trấn an mình trong quá trình làm. Và đến bây giờ thì nhận lại được từ bác sĩ Hoàng đó là một hàm răng rất đẹp của anh Tuấn. Hiện tại thì vị âm nhai của mình là như thế nào ạ? Sau một quá trình chỉnh sửa ít thôi thì cái việc ăn nhai của mình thì cũng đã trở lại ban đầu như hồi chưa mới làm gì cả. Và bây giờ ăn nhai tốt hơn rồi và tự tin hơn rồi. Vâng, xin cảm ơn anh và chúc anh thật là nhiều may mắn và nhiều sức khỏe với nụ cười mới thôi nhé. Xin cảm ơn SmileCare.